Dạ, em xin mến chào quý cô chú chị em nha. Ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 1. Em tiếp tục lên, đây là ngày cuối cùng của lô mai vàng bên này. Thì nói chung ra thì em cũng, chủ vườn cũng có nói thôi, ngày cuối cùng cho mày chọn mấy cây nữa. Thì ngày hôm nay em cũng có đi chọn cho anh em những cây mai giá tầm trung, làm một cái đoạn clip để gửi đến cho cả nhà mình. Không phải là mình mua bán trong cái lô mai này, nhưng mà em mong muốn truyền đạt đến cho cả nhà mình ở miền Nam. Trong em cũng có một lô mai vàng cũng tương đối là đẹp, tuy không bằng những vùng khác, nhưng trước giờ thì cả nhà mình chỉ thấy những cây mai chật, chỉ nuôi những cái cây già chi cành nhạo này kia thôi. Nhưng mà cái lô mai này thì nó cũng gần như là cũng khá cây, em không có tự là trang đẹp, nhưng mà đối với em lô mai này ở miền Nam em thì rất là có tuổi nha cả nhà. Rồi, ngày hôm nay em lựa chọn cái cây này, em bốc giùm cho một người anh nó thực sự ở Hậu Giang hay cả nhà. Giờ em cắt cây nha. Anh này thì anh tin tưởng em thì giá này thì quá tuyệt vời. Cái này mặt này mặt tiền. Em đi lựa cây thì em sẽ lựa những cây có cốt cốt chính. Chứ nhiều khi mà cây mà nó vàng dưới nó không có mà vàng trên nó có thì mình nuôi biết khi nào. Kéo ông đâu cầm không, kéo kéo để ngoài kia hả. Quá trời cành phôi cành phong sau lưng này dữ quá trời. Yeah. Mấy này là mình cắt á, mình cắt về mình chừa cái đường về nhà mình cắt cắt thêm nữa. Đẹp phải không? Xích ra nó che cái phong cây làm sao? Ra mặt tiền chưa? Cái này đúng, cái này bỏ đi. Năm mà nghe bộ trăm năm hả? một năm tại có cốt cành này này chưa không hay cắt Cắt đi. Để quên hết. Quá trời rồi, thiệt tình luôn á, thiệt đế bên này còn dữ nữa thì chút mà ổng luôn á trời. Rồi một cây, nói chung là em cũng nói cả nhà mình luôn, đây là ngày cuối cùng em lựa được cây cho anh em nhà mình nha. Rồi anh em nào thì coi được cái đoạn clip này á thì em chỉ mong muốn là quảng bá đến cho anh em mình ở trong miền Nam của em cũng có những cây mai vàng cũng có chút xíu tuổi hay cái nè. Rồi đi bứng thêm hai cây trong ơi. Rồi cả nhà mình theo chân với em nha, hai cây nữa đi. Mà em nói thì cả nhà mình nha, tại sao em khoái đi vậy, tại vì sao mình mê cái đẹp nó. Em đi em lựa toàn những cái cây đẹp đẹp đẹp, đẹp về giao lưu cả nhà. Giờ em cắt cả hai cây tốn chuyện luôn. Nãy em cắt một cây cây dạng như cây chật đi, giờ em sẽ cắt một cái cây có thể nuôi đổ, đang đổ luôn chứ không phải có thể nữa. Ê giọng ông đi vòng cây này ông ngó cho cả nhà mình coi cái này cái đó. Giờ quan trọng nhất là ông đi đĩa được cái cây này nè, xem chính xác được cái mặt bông nó, thay vì nó có bông nhiều cánh không cho anh em mình coi. Tại vì nè 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 bên này nè, bên này nè, biết đâu ra là bông nó đang nở đây mà tự nhiên cái nó không có được đẹp, mình nói đẹp thì nó kỳ lắm, cánh thừa phải không. Rồi về ghép đi anh em ơi. Rồi em xuống tay nữa ha anh em, cây nấu nè nó chắc. Thấy đẹp không?
Nó đi bốc cây anh em mà lựa cây cỡ gì nữa nè. Ở đây nghe trọng, anh em mình ngắm cây nha, em đi gam lấy đồ nghề vô làm. Rồi giờ thì tỉa lại cái dàn xương xương cái ngày hôm nay bứng ba cây cái nè, em xin lỗi cả nhà mình nha. Em thì phải thuốc men, mong cả nhà mình thông cảm. Lòng đế xương xương lại cái. Rồi giờ cắt tới cái đi hai chồng ha. Cắt tỉa đi, cắt tỉa đi đã. Cắt tỉa rồi con cho nó. Em cắt cây thì cả nhà mình biết là cắt tào lao thôi. Chứ không có cắt tới cây như anh em đâu. Ai khen chê thì chịu thôi, mình thì mình nhỏ nhoi. Mình nhỏ nhoi thôi. Ê, nhớ cây vị trí nãy giùm tôi nha. Nhớ cây vị trí nè, tôi nói thiệt ông quá, tôi không quên lắm. Cây cục điện này anh em ngồi đó. Cây đắt lắc nha. Ừ, đúng rồi. Cây kế bên Tràng Phương ở dưới vậy. Ừ, đúng rồi đó. Thì để giữ qua lại, rồi để đẹp. Chứ đi lấy giùm anh em tí ví dụ đi. Mình đứng ra mình lựa. Mình lựa tào lao thì nó kỳ. Đúng không? Thà như lựa gì. Em không bây giờ mà đi mà lợi dựng gì cho em khoái là em làm anh em ơi. Tại vì nhiều khi anh em mình biết sao. Anh em tin tưởng lý do lúc nào nhà em có gì. Em là cây do đói nhiều. Còn hàng nào nó đi bốc giùm là bốc giùm thôi. Ừ, cửa gần tài xế đứng giờ khen cái tài xế. Ờ, vậy mới được chứ. Đòi giúp cái năm mấy 60 cái tài. Ờ, đúng rồi, cái này quần lớn mà. Đẹp thiệt mà. Quần lớn. Cái này em bẻ hả tớ? Không có xếp bẻ mà. Ờ, xếp bẻ, xương em làm. Lòng lòng nữa tại. Em nói thiệt mà. Em nói nó không tin vậy đẹp. Hồi đó chắc mới vô làm được được qua bên công ty này làm quá. Ai? Ông. Em nói sức thăng em là trên bờ sức cạnh mà. Trên bờ xứ cành hả? Đó, nói thôi chứ thằng từ đội đầu gốc mà đầu bể đứt cây người ta là chặt luôn rồi tầm luôn. Đó là mới chuyển rồi đội xứ cành. Người để thu á, sáng vừa để thu người ta. Ừ. Người ta hợp đồng luôn. Xứ cành qua xong rồi mới chuyển qua tài xế nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời em lăn lộn lắm à. Để nó bướng kiện rồi mà không có tiền rồi người ta. Rồi, giờ cắt tới ngay trong. Cắt cho nó gọn đi chứ để gì nhìn nó bày hay quá. Ok em chồng. Ê ơi. Nè anh em nè. Vợ con đâu thấy cạnh này nè. Đây. Rồi vô đi. Tắt kẹp đi anh em ơi. Ai bứng đâu. Rồi đi. Chưa nữa hả? Cạnh nào? Ủa quên chưa cắt nội ơi. Bây giờ bứng cây đây là qua bắt số mới được. Đây tới tài hả? Tài mới được. Đẹp chẳng giá đẹp. Thì sao? Ờ đúng rồi, tỉa mới đó đi bộ. Đẹp bứng tới đâu rồi phải có lót dáng gì cho anh em biết. Anh đẹp anh đứng anh khen tôi dữ lắm luôn á, tí nãy giờ có ông á, ổng không khen á. Nãy giờ có ông á, ổng không nói gì á. Đây nè. Đúng ra nằm đây nè. Không, xích ra ngoài chút. Đây thôi để cho nó giót đi, khách hàng muốn xử sao xử, đúng ra cắt đây nè, nuôi nó đúng nè. Tại vì mình đây có cái nhịp, bắt ở đây là cái nhịp, nó đúng, còn cắt đây phải không là nó lỡ một cái nhịp cử. Không nè, đây nhịp nè, đây nhịp nè, mình nói theo bài bản Tesla đó, như vậy. Để gì luôn? Để gì đi. Cái này nè, cắt nó hơi dài. Đúng ra nằm đây nè, nuôi ra vậy nó đúng nè.
Ừ, đó. Có cành này nè, cành này nó. Ừ. Ừ. Cắt bắt ngay cái, ngay cái, ừ. ngay cái đưa xuống mà nó ra cái Đây ha, cắt luôn đi. Rồi, ngay chỗ đó đó. Vậy ha. Ừ, đúng rồi. Cái đen không, đen không. Ừ. Anh em chưa thấy bạn không? Bạn em đâu? Bạn em là cao thủ nuôi cây đó. Hồi sáng ông nào mua cây gửi lại đó. Tới luôn đi anh em à. Em cũng ghiền ghiền lắm. Em ghiền lắm. Cái này cắt gì thôi. Ông nhìn phong cây chỗ đó dễ hơn tôi chồng. Lúc đó, đó. Lúc mà trên xương sát vô. Đây hả? Không, không sát xương ngoài chút. Đây. À, à, à. Đứng trên giờ nắng quá nhìn khó. Khó vô cùng luôn. Được. Nào. Cành trên nè chị chỉ. Ừ. Đó chị ơi. Ừ. Cho chưa? Cành này thấy sao vậy? Vậy. Nhỏ này phải không? Không sao. Tại đôi khi mình chơi cái mình đòi hỏi quá hiểu không? Tôi bệnh rồi đâu ơi. Thật tôi bệnh rồi, ngày nay tôi bệnh rồi. Mệt quá mệt rồi. Cái cành nhỏ hơn trước này sao ta? Nãy gì? Nó che đi cái cành chủ lực của nó. Này phải không? Cái cành này. Thằng này. Ừ. Đây nè, nó phải nằm gì nó mới đúng nè. Cái cành này nó hơi dài nè. Cái cành đó sao kìa, nó đá lên kìa. Này nè. Ừ. Đá lên ha, cành chủ lực. Chỉ ở đây, chỉ ở đây. Ừ.
ok chưa? Rồi, xong cặp cái này cái sâu. Quá trời, cặp này đẹp. Rồi bứng, ê bứng cái bầu này đừng có bứng cái bầu nhỏ quá nha. Ừ, tôi chơi bầu bự cao. Bữa sau lấy được cái dàn chân á, giống như là na ná như cái chậu á. Mặt từ bên này nè chồng, mặt từ bên này. Để em cho anh em mình bứt cái bông hoa coi. Ừ, nói chung là tôi không giúp được gì bạn hết trơn, tôi giúp bạn cái đường đi đường dài thôi. Tôi nói chứ. Nè An, nhìn nè. Cái mặt bông á, sáng giờ bứng hai cây này là chỉ có cái cây bên kia là thấy thôi. Còn cây nào mình chưa thấy đúng không ta? Năm cánh hở. Năm cánh hở mà em đi vòng vòng nãy giờ thấy gì nữa nè. Trời trời. Em chọn ai? Ây, cây nghệ thuật, siêu nghệ thuật nha anh em. Cái này là không, em nói thật sự, quay đây cho tôi nói cho anh em vài câu. Hôm bữa giờ thì em cũng nói cả nhà mình luôn. Tánh em thì nó hơi sầm sàm xíu mà, nhưng có cái em rất là đời thật. Cái nào thì nó ra cái đó. Ví dụ như những cái cây em bốc giùm thì em bốc giùm. Em được tiền là 2.500.000 cây, em nói cũng thật sự cả nhà, 2.500.000 cây làm cò. Nhưng có cái á, là hằng ngày hôm nay thì nói chung ra cũng giai đoạn nó cũng khó khăn, em chỉ mua được cây thôi. Làm lựa chọn cây này là mua ha. Cây này xác nhận là mua. Đó. Cây của em mua thì em xin cho cả nhà mình, xin phép cả nhà mình cái đoạn clip này em xin cắt cho nó tới ha cả nhà. Em cắt cho nó tới luôn. Vẫn như những cái đoạn clip trước thì em cắt dư dư ra cái, nhưng có cái em vẫn là giải thích tại sao nó phải cắt vậy, nằm trong gói gọn trong cái đoạn clip ngày hôm nay. Trên đoạn clip thì nó sẽ có cái gì đó nó sai sót. Vì kinh nghiệm em chỉ có nhiêu đó thôi, nhiều anh em cũng nói kêu tại cắt thành cái củi. Cái củi cũng được, mà cái gì cũng được, miễn sao mình thích, mình làm những cái điều mình thích, cái đam mê của em hai cả nha. Em cắt dư trước. Mình em nói thiệt chứ nhiều người không thích em, tại vì cái tánh em nó thẳng, mình nói không có ngon ngọt được. Mình không có ngon ngọt được. Em thì cứ làm theo cái sở thích của em à. Cả nhà mà thấy em quái quái gì chứ em thích làm theo cái của em à. Không có vô mà sao được. Nghe tiếng cưa mà cái sướng người trời. Cây này là cây nghệ thuật, đúng là một cây nghệ thuật luôn. Giá thì nó cũng nói cả nhà mình luôn, thì cả nhà mình biết em chỉ bóc cây vài chục thôi, chứ không có cao cấp gì ha cả nhà. Cao cấp quá thì mình không có tiền chơi, ví dụ như cây này mình bán không được đó, thì mình vẫn có cái cây chơi mà theo cái sở thích của mình. Ủa cái bông đâu ta? Còn thấy bông đây ta? Cắt ra được không chồng? Cái này cái nát nè trời. Cái này hồi nữa bứng lên rồi á, mình mới biết được cái độ đẹp của nó. Tại vì cái cành này nè, cái cành này dạng như là cái cành đổ đi. Mình cứ nói nó là cái đổ đi. Tại vì hồi nữa em bứng em sẽ gục cái cây nó xuống xíu, để cho cành này nó đâm xuống dưới nè. Là cái mặt bầu này nè, nó đang bằng nè. Bởi vì nhìn nó không có được đã mắt ha cái nè. Hồi cho anh em mình cạo luôn cho người ta coi chồng.
dàn chi phong bên này nó quá phê. Chứ gì trời. Mấy này mệt không trời? Mấy này tôi mệt lắm, mệt không trời. Không phải mình làm mình đừng có than có cái sức chịu nổi, hết chịu nổi. Mệt quá. Ra phong cây không? Anh đẹp thương mình đúng không? Anh đẹp vẫn khoái hàng mình. Ok chưa? Sợ nắng quá, cái này không quay không được cái đâu. Thấy không? Rồi ra phong cây chưa? Chưa rút lại hết. Chưa rút lại hết, tôi cắt cái này ra đúng ý. Tại vì sao? Em nói cả nhà mình luôn ha. Có một cái cây mai mà đúng cái ý của mình chơi, mình sẽ cắt theo gọi là cái đam mê của mình. Một cây... nó tới cây hay là để hồi nó mình làm cào cái mặt kia mình làm cho nó tới nhìn gì không gõ ta. Rồi ok vậy tắt máy đi. Nói chung ngày hôm nay đã hoàn thiện xong được hai cây rồi nghe cả nhà. Em cũng nói cả nhà mình luôn chứ khi mà mình đi mình làm mệt quá đó, mệt quá nhưng có cái mình nhìn thấy cái cây của mình rất là mãn nguyện. Cây này em trúng hay cả nhà, trúng đế à, đế full bốn vách luôn, bonsai mà bệ nhất đế như thân ba tâm cành. Cái này có đầy đủ bông, bông cái này thì chưa có biết đúng không? Bông đẹp, bông đẹp hả? Quay nhiều quá không nhớ nổi luôn. Cái này đẹp không anh? Đẹp. Cây nào không đẹp? Ừ, đám này cây nào không đẹp nha. Ông coi cái cành nào ngắn dài quá thì nói tôi cái tôi cắt luôn à, hay để gì đi về nhà xử. Đúng rồi, tôi thấy vậy là hay lắm rồi đó. Thấy hợp lý rồi. Ừ. Nào quay gần lại cho anh em mình coi đế. Có chứ, này phải không? Có em chưa làm đế đâu. Em làm gì thôi, đế full bốn mặt rồi. Cái này hoàn thiện rồi. Đó, này thì hai cây, còn cây bên kia nữa. Cây này là đế sổ nè, cây này cũng tuyệt vời luôn, đế bốn vách luôn. Cây này cây nghệ thuật. Quan trọng là đâu có thèm vô uống nước đâu. Không làm, tại vì anh em làm còn ngày mơ em về. Tối nay em lên đường em đi tái khám. Em bệnh. Rồi sáng giờ thì anh em hỗ trợ em được hai cây rồi. Ba cây rồi. Giờ cây này các em cũng có nói cả nhà mình lần cây này em mua nha. Mua về không được thì mình nuôi ha cả nhà. Giờ em cắt tới luôn à. Cành phong bên này là quá tới một chuyện rồi. Nó có những cây mai mà nhìn vô cái vô bạc đạn à, thật nhìn cây mai này vô bạc đạn luôn ha. Có chi cành ở dưới vậy ta, nó phân bổ quá trời dữ à. Cắt đi về nhà mình múa.
Cái này là cây bay, hồi nó tính sửa sửa cho nó gục xíu à, được không anh? Sửa gục được không anh? Đang cắt cho nó ra cái phong á, để mình biết được cái cây mai mà mình sửa đổ được hay là không. Tại vì cái đọt chủ bây giờ hiện tại giờ mình đang thấy nó ngay vậy nè. Mấy cây này múa cảnh quá lợi hại, cành chủ lực nó nằm đâu trời? Đây hả? Cành này nó dài quá, cành này cành chủ nè, hiểu không? Múa 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 ra gì nè, đá gì ra nè. Đây vậy hả? Đúng ra này là cũng như nào. Cắt nuôi còn nát nữa. Nhiêu đây chưa thấm gì đâu chồng ơi. Nhiêu đây là chưa có thấm thía gì đâu. Tại vì cái gọng này còn xa. Ông nhìn qua bên đó là cái cành này cành chủ lực, ông thấy cái chỗ này của tôi không vậy? Ông thấy phải không? Ông thấy là càng tốt à. Thấy là nó nguy hiểm à. Thấy là không được. Tại nghe trăng mắt à? Ừ. Ok em chồng. Tôi không ưng cành này, đúng không? Nằm ở đây nè. Quay em tròn ra chồng, quay em tròn cho anh em coi. Đây không? Cành này nè, cành này nó dài quá nè. Ok không? Nó hoàn hảo là biết gì hoàn hảo gì không anh? Ông để ý ha. Tay bay, tay đổ với ok nè. Lên đây là đã cái, nói chung là từ cái cành, ví dụ cành 1 đi, cành 2 chuẩn phải không? Cành phong sao chuẩn nè. Chỉ có cái cành này mình nuôi lại cái nữa là xong rồi nè. Thiếu xương, cái đó là thiếu xương. Không phải thiếu xương, cái gọng nó xa không hiểu không? Cái gọng nó xa. Gà trước con hay chơi cùi chỏ đánh vô mặt Ừ, đây nè. Ở đây ra gì nè, thì cái chỗ này tất nhiên cái điểm này nè phải nằm ở đây nè. Đá múa ra luôn. Ừ. Nghe nghe ơi. Đức ở bên Bà Rịa phải không? Rồi. Dạ rồi, vậy là cây này là sẽ thành cây, một cây cũng dạng như bay rồi ha, cả nhà chưa có sửa lại. Lúc đầu tiên thì em sẽ bứng, em sẽ nói là cây này nó thành một cái cây dáng đổ, em tính sửa lại, gục cái bầu xuống để cắm cái đọt chủ này xuống.
Nhưng mà khi lên mình cắt lên rồi á, thì mình thuần theo tự nhiên đó cả nhà mình không có biến thế nó được. Tại lý do sao vai đế nó đều, vai đế dách A rồi nè, không là nó đã vững rồi. Lên thì cái độc chủ nè nó ngay rồi, cái chi này em chưa cắt ngắn lại ha cả nhà. Đúng ra cắt ngắn đây nè, mình nuôi thì bằng nó, từ đây ra nuôi bằng nó sẽ đẹp nè. Quá trời cây này xuất sắc phải nói luôn. Ê quay lại đây cho coi cái này nè, cây này nó giá trị nằm ở đâu rồi ha cả nhà. Hình hài thân thủ được đó, ok mà cả nhà mình thấy cạnh thẹo gì nữa đâu, lạnh hết rồi, rất là phê luôn á. Nếu mà là em cắt lại cái cành ba này ngắn lại xíu, cành ba này ngắn lại xíu, em thích nuôi tự động trồng thiệt chứ. Tém đây nè, nuôi đây ra nè, thì đây mình có dàn xương này ha, cây sù quá trời xuất sắc. Không nói thật sự cả nhà mình luôn, thì hoành thì em chưa có đo nè, hoành chắc trên 40 chút, mà cục đế này thì nó tầm khoảng chừng mét 2. Cái này thì vô chỗ 6 thì không có vừa nổi đâu cái nè, từ chỗ 7, chỗ 7 để nuôi, còn chỗ 6 thì ép, thì ép chậu vô đó. Quay xung quanh luôn đi chồng, rồi tôi bấm giá luôn, tại cái này cây của tôi mà. Cây này nó thật sự cả nhà đẹp như tranh vẽ luôn á, em chưa có vệ sinh ha, chưa nó phải vàng 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 gì nè chồng, trời ơi nội như còn cộng dây nhôm đây đâm vô tay tôi đâm má ơi, quá vàng vàng gì nè cho anh em mình thấy nó tê. À, chi phong này chồng, nhưng cái cốt này cốt chính của cái cành bay ra những cái chi lợp nè, phong trên phong dưới nè, mà nó bự lắm hay cả nhà. Cành này gút đây nè, mình nuôi nó sẽ đẹp cực khổ cả nhà mình ơi, kiếm nói chung ra kiếm vài đồng cây cả nhà ơi. Đó hàng này trên 50 hay cả nhà, trên 50 nó cũng công khai giá luôn, 5-7 triệu đó cả nhà mình ơi, đó 5-7 triệu. Anh em mình hợp nhãn thì cứ alo em cũng kiếm vài đồng thôi, rồi không được thì em lên trọng nuôi, tại vì mình mong muốn mình làm được một cây mình sưu tầm mình chơi rồi. Cốt của em đó, đi quấn cây giùm em nghe anh em, đồ nón mai vàng miền Nam là biết rồi đó, siêu phẩm nhập đội nghe anh em. Rồi giờ anh em mình đi lôi ra, anh em giờ anh em đi lôi ra nè, quá cả cây. Nhiệm vụ đã xong, ba cây mai vàng, hai cây của khách, nó một cây của tài. Đi anh em ơi, ngày hôm nay rất là mệt. Nói chung ra thì em đã lựa được tầm khoảng chừng 5 đến tới 6 cây là đứt rồi, tại vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng của chủ vườn bán thì em đã lựa rồi, cũng từ 5 lên tới 10 cây chứ không phải, tại vì em còn chuyển lại hai cả nhà. Nói chung là tại hôm nay em mệt quá, em không có thể nào em làm được nữa, thì hẹn cả nhà mình ngày mai em đi bứng hai cây còn lại thì em sẽ cho cả nhà mình cùng xem. Đây là ba phô mai vàng. Nói chung ra thì ngày hôm nay thì mình đủ cái tự tin là khi mà mình giao tới cho khách hàng mình tả cây cho đúng. Lúc đầu tiên á em chốt với khách hàng đế nó nằm tới đây là em khẳng định 100% cây này đế đẹp, thì lúc bướng lên rồi cây này là gọi là trúng đế luôn ha, trúng đế luôn. Cặp này thì nói chung ra thì ảnh đã lấy rồi về bên ủa sáng về đâu quên mất tiêu rồi ta, Mỹ Tho đây cả nhà, cho cả nhà mình xem ha. Nói chung ra thì mai vàng mà để mà chỉnh sửa được cây như vậy thì nó rất là khó ha cả nhà, trải ra nhiều cái công đoạn kỹ thuật rồi thời gian và tiền bạc nữa cả nhà. Đó đây một cây, đây một cây của khách, còn cái này là cây của em. Cái này cây của em thì nói chung ra giá thì em vẫn có giao lưu, không được thì em vẫn để lại cả nhà. Đây. Nè, cái này em không không cầm cưa cưa mình đâu ta. Giờ mơ em về em cắt ở đây nè. Em cắt đây nó mới tới cây ha cả nhà. Cây này thì hoành nó chỉ dao động tầm 45 thôi. Nồi đế này thì tầm khoảng chừng mét 2 lên tới mét 3. Đó mà ông quay từ trên dưới vậy nè chồng, cho khách hàng coi cành một này nè, giá trị nó nằm ở đây nè ha cả nhà, giá trị nằm ở đây nè. Mà cành một em để lòng bàn tay em vô ha cho cả nhà mình coi nè. Đó mặt thẹo lắp hết trơn à, nói chung cây này không thẹo ha cả nhà, cây không thẹo. Đế thì cọng lớn cọng nhỏ cũng có đó, ông ngồi xuống dưới ông quay cái phong cây gì cho cả nhà mình coi nè. Đó về cắt đây ha cả nhà, em cắt đây đó, em cắt đây rồi, là nó ra cây rồi. Đọt chủ nếu mà em nuôi lại á, em để bán thì em vẫn để gì ha cả nhà, còn nếu mà để nuôi ha em sẽ cắt ở đây, cắt ở đây nó mới ra nhịp ha, còn cắt đây nó vẫn bị phù. Mình cắt đây nè, mình dẫn lên bằng cái này, khi hoàn thành phẩm nó bằng cái này nó sẽ đẹp nè.
Còn cái cành này phải không, khi thành phẩm nó bằng cái cành này nó sẽ đẹp. Nó thì phong cây sẽ nằm lửng lửng đây nè. Còn mấy này thì sao ở đây à? Cái này thì nếu mà thành phẩm thì hiện tại giờ đâu 1 2 3. Cái này chiều ngang của nó tầm khoảng chừng 1m1 lên 1m2. Mình thành phẩm thì bên đó 3 tấc, bên này 3 tấc thì 6 tấc thì tầm khoảng chừng 1m6 1m5 1m6 rồi cái nè. Vô chậu quẩy. Đó, quay chi phong này kia cho đầy đủ đi trọng. Tại tại ngày hôm nay mình đâu có quay một clip chi tiết được đâu. Đó. Sát cây bự lắm cả nhà mình ơi. Nè cái chi phong nè. Chi phong thân chính nó ra gì? Mời em sẽ cắt ở đây nè. Ha. Cắt ở đây em nuôi. Đó thì nguyên phong cây ra đây rồi, cành này cành lợp đây. Ha. Đó, này chi hai nè. Chi hai này cắt còn dài đó. Ui cha ơi. Nói chung nha, ngày hôm nay thì mệt nhưng mà mình rất là vui khi được anh em mình tin tưởng. Xong. Đây. Rồi, nhiệm vụ em đã xong. Về 68 Kiên Giang thôi nghe cả nhà. Em ơi thì cặp này thì em sẽ giao trước về bên quên nữa, Mỹ Tho hai cái nha. Còn cây đó thì em để sắp xếp lại tối ngày hôm nay em đăng clip thì anh em nào có lấy thì lấy, không thì ngày mai em sẽ gửi qua công ty lại. Tại bên này thì bên vườn thôi, em sẽ nuôi lại cây đó. Rồi. Đoạn clip này hy vọng sẽ được quý cô chú anh chị em ủng hộ em bằng một cái like, một cái chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng 15 của em. Em xin chào tạm biệt và hẹn quý cô chú anh chị trong clip ngày mai ạ.